trung đạo bên trong. Đức Phật truyền giảng giới, định và tuệ làm con đường đi đến bình an, con đường đi đến giác ngộ. Nhưng thật ra, những điều này chưa phải là cốt tủy của Phật giáo. Chúng chỉ là con đường. Cốt tủy của Phật giáo chính là sự thanh bình, an lạc, và sự thanh bình đó nảy sinh từ sự thấu hiểu về thật tính của vạn pháp. Giáo lý nhà Phật có liên quan đến việc hành thiện khứ ác. Khi cái ác đã được từ bỏ và cái thiện đã được lập, chúng ta phải buông bỏ cả thiện lẫn ác. Chúng ta đã được nghe khá nhiều về thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, nên cũng hiểu được đôi điều về chúng. Cho nên, tôi rất muốn nói về trung đạo, tức con đường để thoát khỏi cả hai điều này. Tất cả giáo pháp và lời dạy của Đức Phật đều có mục tiêu duy nhất, chỉ là con đường thoát khổ cho những ai còn bị trầm luân. Các lời dạy đều nhắm vào mục đích mang đến cho chúng ta sự chính tư duy, tức hiểu biết đúng. Nếu không hiểu đúng, chúng ta không thể đạt đến sự an lạc. Khi chư Phật đạt được chính đẳng chính giác và bắt đầu thí pháp, tất cả các vị đều nói rõ hai cực đoan này: ái lạc tức đắm chìm trong dục lạc và ái khổ tức đắm chìm trong khổ đau. Cả hai con đường này đều là những con đường mê lầm. Chúng là những con đường khiến những ai đắm chìm trong khoái lạc ngũ quan cũng đều phải xao động, bập bềnh, chẳng bao giờ đến được chốn bình an. Chúng là những con đường khiến người ta cứ xoay dần mãi trong sinh tử luân hồi. Đấng giác ngộ, tức Phật Thích Ca, đã quan sát thấy rằng tất cả chúng sinh đều bị vướng mắc trong hai cực đoan này, chẳng bao giờ nhìn thấy được trung đạo của giáo pháp. Do đó, Ngài đã giảng rõ về chúng nhằm chỉ cho thấy cái hại của cả hai. Bởi chúng ta vẫn còn bị mắc kẹt, bởi chúng ta vẫn còn ham muốn, cho nên chúng ta mãi mãi chịu sự chi phối của chúng. Đức Phật dạy rằng, cả hai con đường này đều là những con đường độc hại. Chúng không phải là con đường của thiền giả, cũng không phải con đường dẫn đến an lạc. Đây là con đường của sự đắm chìm trong dục lạc và đắm chìm trong khổ đau. Hay nói một cách đơn giản, con đường của sự phóng dật, tức uể oải, lười biếng, và con đường của sự căng thẳng. Nếu quý vị quan sát nó từ bên trong từng khoảnh khắc, quý vị sẽ thấy con đường căng thẳng chính là con đường của sân hận, con đường của sầu đau. Đi trên con đường này sẽ chỉ có gian nan và đau khổ. Sự đắm mình trong dục lạc, quý vị thấy nó đồng nghĩa với hạnh phúc. Cả hai con đường này, hạnh phúc và khổ đau, đều không phải là những trạng thái của an lạc. Đức Phật đã dạy cách buông bỏ chúng. Đây là chánh pháp, đây là trung đạo. Trung đạo không phải nói về thân và khẩu, mà nói về ý. Khi một cảm xúc mà chúng ta không thích dấy lên, nó ảnh hưởng đến tâm và có sự bối rối. Khi tâm bị loạn, khi nó bị xao động, đây không phải là chánh đạo. Khi một cảm xúc mà chúng ta ưa thích dấy sinh, tâm đắm mình vào hoan hỷ, đó cũng không phải là chánh đạo. Chúng ta ai cũng đều không muốn khổ đau, chúng ta đều muốn hạnh phúc. Nhưng thật ra, hạnh phúc là một hình thức tinh tế của khổ đau, còn bản thân sự khổ thì thuộc trạng thái thô lậu. Quý vị có thể so sánh chúng với con rắn. Đầu rắn là khổ đau, đuôi rắn là hạnh phúc. Đầu của con rắn quả thật rất nguy hiểm, nó có răng nọc. Nếu quý vị chạm vào nó sẽ cắn ngay tức khắc. Nhưng cho dù quý vị không để ý đến cái đầu và nắm vào cái đuôi của nó cũng vẫn sẽ quay lại và cắn quý vị như thường. Bởi vì cả cái đầu lẫn cái đuôi đều là của cùng một con rắn. Tương tự, cả hạnh phúc lẫn khổ đau, sung sướng lẫn buồn bã đều sinh ra từ lòng ham muốn. Do đó, khi chúng ta có cảm giác hạnh phúc, tâm chúng ta lại không an lạc. Nó thực sự không an lạc. Ví dụ, khi chúng ta có được những thứ mà mình thích, chẳng hạn của cải, danh vọng, lời khen hay cảm giác hạnh phúc, tất nhiên chúng ta sẽ trở nên vui thích. Nhưng tâm vẫn chứa đựng sự bất an, bởi vì chúng ta sợ bị mất.
Chính nỗi sợ đó không phải là trạng thái an tĩnh. Chúng ta có thể bị mất thứ đó, và chúng ta thật sự khổ đau. Như vậy, nếu quý vị không hiểu, mặc dù quý vị đang hạnh phúc đi chăng nữa, sự khổ đau cũng đang gần kề. Điều đó cũng giống như đang cầm vào đuôi rắn. Nếu không bỏ tay ra, quý vị sẽ bị nó cắn. Như vậy, cho dù đó là đuôi rắn hay đầu rắn, tức là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, tất cả đều chỉ là những tính chất của luân hồi, của vô thường. Đức Phật truyền giảng giới, định và tuệ làm con đường đi đến bình an, con đường đi đến giác ngộ. Nhưng thật ra những điều này chưa phải là cốt tủy của Phật giáo. Chúng chỉ là con đường. Đức Phật gọi chúng là Magga, có nghĩa là con đường. Cốt tủy của Phật đạo chính là sự thanh bình, an lạc, và sự thanh bình đó nảy sinh từ sự thấu hiểu thật sự về thật tính của vạn pháp. Nếu chúng ta quan sát tinh tường, chúng ta có thể thấy an lạc chẳng phải là hạnh phúc hay khổ đau. Chẳng có điều nào trong hai thứ này là chân lý. Tâm trí của con người, cái tâm mà Đức Phật khuyên chúng ta hãy biết và quan sát nó, là một điều chúng ta chỉ có thể biết được bằng hoạt động của nó. Cái chân tâm uyên nguyên chẳng có gì để mà đo lường cả. Chẳng có điều gì để quý vị có thể biết được về nó. Trong trạng thái tự nhiên của mình, nó phẳng lặng và thanh tịnh. Khi hạnh phúc giấy sinh, tất cả những gì xảy ra chính là cái tâm này bị lạc lối trong cảm xúc có sự xao động. Khi tâm xao động như vậy, sự bám víu và chấp hữu xuất hiện. Đức Phật đã dạy đầy đủ con đường tu tập, nhưng chúng ta vẫn chưa tu tập, hay nếu có, chúng ta chỉ mới tập về phần khẩu. Ý và khẩu của chúng ta vẫn chưa đạt được hòa hợp, chúng ta chỉ mới đắm chìm trong hư ngôn, tức cái nói rỗng không. Nhưng nền tảng của Phật đạo không phải là điều có thể nói ra hay đoán được. Nền tảng thật sự của Phật đạo là sự hiểu biết tràn đầy về chân lý của thực tại. Nếu hiểu được chân lý này, khi ấy giáo pháp chẳng còn cần thiết nữa. Nếu không biết, cho dù có lắng nghe lời pháp, người đó cũng chẳng thật sự nghe thấy. Đây là lý do tại sao Đức Phật đã dạy, Thế Tôn chỉ là con đường mà thôi. Ngài không thể tu tập thay cho quý vị được, bởi vì chân lý là một thứ mà quý vị không thể đặt thành lời hay mang biếu tặng. Tất cả lời pháp chỉ là những ngụ ngôn và tỉ dụ, giúp cho tâm nhìn thấy chân lý. Nếu không thấy được chân lý, chúng ta phải đọa khổ. Chẳng hạn, chúng ta thường nói Sankharas, tức pháp hữu di, khi nói về thân. Bất kỳ ai cũng có thể nói từ này. Nhưng thật ra, chúng ta có những vấn đề chỉ vì không hiểu thấu được chân tướng của những Sankhara này. Và chính vì vậy mà chấp chặt vào chúng. Bởi chúng ta không biết chân lý về thân, cho nên chúng ta khổ. Sau đây là một ví dụ. Giả sử một sáng nọ, quý vị đi làm, và có một người hét toáng lên sĩ giả quý vị. Ngay khi quý vị vừa nghe được lời sĩ giả này, tâm của quý vị thay đổi ngay, không còn bình thường nữa. Quý vị chẳng thấy vui vẻ chút nào. Quý vị cảm thấy giận dữ và bị tổn thương. Người đó cứ quanh quẩn mắng nhiếc quý vị cả ngày lẫn đêm. Khi nghe thấy lời lăng nhục đó, quý vị rất tức giận, và thậm chí khi về nhà, quý vị cũng vẫn còn giận dữ, hận thù. Quý vị muốn trả đũa. Mấy ngày sau, một người khác đến nhà quý vị và nói lớn. Này, cái người đã mắng chửi anh ngày hôm đó là một người điên. Anh ta cứ mắng chửi hết người này đến người kia. Ai ai cũng bị anh ta mắng chửi hết. Đâu có ai thèm để ý đến lời anh ta nói. Ngay khi nghe được lời này, quý vị thấy nhẹ nhõm, sự giận dữ và tổn thương mà quý vị chất chứa bên trong mình suốt mấy ngày qua đã tan biến hoàn toàn. Tại sao? Bởi giờ đây quý vị đã biết được chân tướng của vấn đề. Trước đó quý vị không biết, quý vị cứ nghĩ người đó là một người bình thường, do đó quý vị có ý sân hận với anh ta. Cái biết như vậy khiến quý vị khổ. Ngay khi quý vị hiểu được chân tướng, mọi chuyện đều thay đổi. Ồ, anh ta bị điên. Điều đó giải thích hết mọi thứ. Khi hiểu được điều này, quý vị cảm thấy thoải mái, bởi
quý vị đã đích thân biết rõ. Nhờ đã biết, nên khi ấy quý vị có thể buông bỏ. Nếu không biết chân tướng đó, quý vị chấp chặt nghe vào nó. Khi nghĩ cái người đã mắng chửi mình là người bình thường, quý vị có thể giết chết anh ta. Nhưng khi hiểu ra sự thật rằng anh ta không tỉnh trí, quý vị cảm thấy hết sức thoải mái. Đây là tri kiến về chân tướng. Người thế pháp cũng có kinh nghiệm tương tự. Khi chấp thủ, sân hận, mê lầm tan biến, chúng tan biến theo cùng một cách như vậy. Chừng nào chúng ta chưa hiểu được thật tướng của vạn pháp, chừng đó chúng ta còn suy nghĩ. Mình có thể làm gì? Mình có rất nhiều ham muốn và sân hận. Đây chưa phải là thật kiến, tức cái thấy rõ ràng. Điều đó giống như khi chúng ta nghĩ người điên đó là người bình thường, khi cuối cùng hiểu ra anh ta là người điên thật sự, chúng ta liền vơi hết mọi lo âu. Không ai có thể chỉ cho quý vị điều này, chỉ khi tâm tự nhìn thấy thì nó mới có thể dứt bỏ được sự chấp thủ. Điều đó cũng vậy đối với cái thân mà chúng ta gọi là Sankharas. Tuy Đức Phật có giảng rằng nó vô chất, cũng không phải thực thể, chúng ta cũng vẫn không đồng ý. Chúng ta bám víu ngoan cố vào nó. Nếu thần có thể nói, nó sẽ nói với chúng ta suốt cả ngày rằng, anh không phải là chủ của tôi, anh biết không? Thật ra, lúc nào nó cũng đang nói với chúng ta, nhưng đó là ngôn ngữ của Pháp, cho nên chúng ta có thể không hiểu. Chẳng hạn, các giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân vẫn đang không ngừng thay đổi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy chúng hỏi xin phép chúng ta dù chỉ một lần. Cũng vậy, khi chúng ta bị nhức đầu hay đau bụng, thần chẳng bao giờ xin phép chúng ta trước cả. Nó chỉ đi theo dòng chảy tự nhiên của nó. Điều này cho thấy, thần không cho phép bất kỳ ai trở thành chủ nhân của nó. Nó không có chủ nhân. Đức Phật đã mô tả nó là một thứ rỗng không. Chúng ta không hiểu Pháp, và do đó chúng ta không hiểu những Sankhara này. Chúng ta thấy chúng là cái tôi của mình. Như thể chúng thuộc về chúng ta hay thuộc về người khác. Điều này làm dấy sinh sự chấp thủ, bám víu. Khi bám víu nảy sinh, cái đang trở thành nối bước theo sau. Một khi cái đang trở thành khởi sinh, khi đó có sinh. Một khi có sinh, khi đó có lão, bệnh tử, vân vân, trọn cả khối khổ đau cùng khởi sinh. Đây chính là Paticca-samuppada, tức luật nhân quả hay luật nhân duyên. Chúng ta nói vô minh làm giấy sinh ra hành, tức hành động, hoạt động. Chúng làm giấy sinh ra thức, tức ý thức, và vân vân. Tất cả điều này đơn giản chỉ là những biến cố trong tâm. Khi chúng ta tiếp xúc với cái gì đó mình không thích, nếu chúng ta không có niệm, tức sự quan tâm, chú ý, vô minh liền có ở đó. Khổ lập tức giấy sinh. Nhưng tâm đã lướt qua những thay đổi ấy quá nhanh, đến độ chúng ta không thể bắt kịp được chúng. Điều đó giống như khi quý vị rơi từ trên cây xuống. Trước khi kịp biết chuyện, quý vị đã rơi xuống đất. Thật ra quý vị đã rơi ngang qua nhiều cành cây và nhánh cây suốt trên chặng đường rơi xuống đất. Nhưng quý vị không thể đếm được. Quý vị không thể nhớ hết những gì quý vị rơi ngang qua. Quý vị chỉ có rớt xuống và rồi. Luật nhân duyên cũng giống vậy. Nếu chúng ta phân chia nó như theo kinh sách, chúng ta nói vô minh, tức sự u mê không biết, làm giấy sinh ra hành, tức hành động, việc làm. Hành làm giấy sinh ra thức, tức cái biết. Thức làm giấy sinh ra danh sắc, tức tâm và vật. Danh sắc làm giấy sinh ra lục căn, tức những cơ sở của sáu giác quan. Lục căn làm giấy sinh nên xúc, tức sự tiếp xúc của các giác quan. Xúc làm giấy sinh ra thụ, tức cảm nghĩ. Thụ làm giấy sinh nên ái, ham muốn. Ái làm giấy sinh nên thủ, tức bám víu, chấp giữ. Thủ làm giấy sinh nên hữu, tức sự đang trở thành. Hữu là duyên tạo nên sinh, sự sinh ra. Sinh là cái duyên dẫn đến lão, bệnh và tử, cùng tất cả các hình thái của khổ đau. Nhưng thật ra, khi quý vị chạm vào cái gì đó mình không thích, có sự khổ ngay lập tức. Cảm giác khổ đó thực ra là quả của toàn chuỗi Paticca Samuppada.
Đây là lý do tại sao Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài phải biết quán chiếu và thông suốt cái tâm của mình. Khi con người hạ sinh vào thế gian này, họ không có tên. Một khi đã chào đời, chúng ta đặt tên cho họ. Đây là quy ước. Chúng ta đặt tên để tiện cho việc phân biệt. Kinh sách cũng vậy. Chúng ta phân chia mọi thứ theo những danh xưng khác nhau là để tiện việc nghiên cứu thực tại. Cũng vậy, vạn pháp, tức mọi sự vật và hiện tượng, đều đơn giản chỉ là những sankhara, tức pháp hữu vi. Tự tính uy nguyên của chúng đơn thuần chỉ là những thứ do nhân duyên mà sinh ra. Đức Phật dạy rằng, chúng có tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Chúng bất ổn định, không có gì là chắc chắn. Chúng ta không nắm vững được điều này. Tri kiến của chúng ta chưa thấu suốt, cho nên chúng ta có tà kiến, có cái nhìn sai lầm. Tà kiến này chính là chấp các pháp hữu vi là chúng ta là các pháp hữu vi, hay chấp hạnh phúc và khổ đau là chúng ta là hạnh phúc là khổ đau. Việc hiểu như vậy là một hiểu biết chưa đầy đủ, chưa thấu suốt về chân tướng của vạn pháp. Sự thật chính là chúng ta không thể ép buộc những sự vật này nghe theo ước muốn của chúng ta được. Chúng đi theo con đường của tự nhiên. Một sự so sánh đơn giản như thế này. Giả sử quý vị dừng lại giữa một xa lộ, và các xe nhỏ, xe lớn đang lao về phía quý vị. Quý vị không thể nổi giận với những xe cộ đó, và rồi hét lớn lên, đừng có chạy về phía này, đừng có chạy về phía này. Đó là một xa lộ, quý vị không thể ra lệnh cho họ như vậy được. Vậy quý vị có thể làm gì? Quý vị phải bước vào lề đường, bởi con đường là nơi xe cộ qua lại. Đối với các pháp hữu vi cũng giống như vậy. Chúng ta nói chúng quấy nhiễu chúng ta. Như khi chúng ta ngồi thiền và nghe thấy một tiếng động, chúng ta nghĩ, tiếng động đó đang gây phiền cho tôi. Nếu chúng ta hiểu rằng tiếng động đó đang gây rối, khi đó chúng ta sẽ khổ vì nó. Nếu quan sát sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy chính mình đang xuất ra ngoài và rơi vào tiếng động đó. Tiếng động đó đơn thuần chỉ là tiếng động. Nếu chúng ta hiểu được điều này, khi ấy mọi chuyện chấm dứt, không hơn không kém, nó là nó. Chúng ta nhìn thấy tiếng động đó là một lẽ, còn chúng ta lại là lẽ khác. Người hiểu rằng tiếng động đó đến để quấy rầy là người không nhìn thấy chính mình, thật sự không? Một khi anh ta thấy chính mình, khi đó anh ta sẽ thật thoải mái. Tiếng động thì chỉ là tiếng động, tại sao quý vị phải chạy đến và vướng vào nó làm chi vậy? Quý vị phải hiểu rằng, thật ra chính quý vị mới là người bước ra và rơi vào tiếng động. Đây là tri kiến thật sự về chân lý. Quý vị nhìn thấy cả hai phía, cho nên quý vị có sự tĩnh lặng, an lạc. Nếu quý vị chỉ nhìn thấy có một phía, có sự khổ. Một khi quý vị nhìn thấy cả hai phía, khi ấy quý vị đang đi theo trung đạo. Đây là chánh pháp tu tâm. Đây là những gì chúng ta gọi là chính tư duy, tức làm cho hiểu biết của mình trở nên đúng đắn. Cũng vậy, bản chất của tất cả các pháp hữu vi là vô thường và vô ngã. Nhưng chúng ta muốn chấp giữ chúng ta sở hữu và khao khát chúng ta muốn chúng là có thật. Chúng ta muốn tìm chân lý bên trong những thứ vốn không có thật. Nhìn thấy như vậy và chấp chặt vào các pháp hữu vi là chính mình, chúng ta bị khổ. Đức Phật muốn chúng ta suy xét điều này. Việc thực hành theo Pháp không phụ thuộc vào việc là một tăng nhân hay tục nhân. Nó tùy thuộc vào chính cái tri kiến của quý vị. Nếu tri kiến của chúng ta là chính, chúng ta đạt được an lạc. Cho dù quý vị có xuất gia hay không cũng vậy, người nào cũng đều có cơ hội để hành theo Pháp. Tất cả chúng ta đều quán sát cùng một điều. Nếu quý vị đạt được an lạc, mọi sự an lạc đều giống nhau, đó là đạo, và các pháp môn đều như nhau. Do vậy, Đức Phật không phân biệt giữa tăng và tục. Ngài dạy cho hết thảy mọi người hiểu được chân tướng của các pháp hữu vi. Khi hiểu được chân tướng này, chúng ta buông bỏ chúng. Nếu chúng ta biết được chân lý này,
sẽ không còn cái đang trở thành và cái sinh ra nữa. Chẳng có con đường nào cho cái trở thành và cái sinh ra, bởi vì chúng ta đã thấu hiểu trọn vẹn chân tướng của các pháp hữu vi. Nếu chúng ta hiểu được trọn vẹn chân lý này, khi đó có sự tĩnh lặng, hữu hay vô, tất cả đều như nhau, được và mất là một. Đức Phật đã dạy chúng ta thấu suốt điều này. Đây là an tịnh từ hạnh phúc và khổ đau. Khi có được cái mà chúng ta thích, chúng ta vui mừng vì nó. Nếu không có sự bám víu vào cái vui đó, chẳng có gì sinh ra. Nếu có sự chấp thủ, điều này được gọi là sinh. Do đó, nếu chúng ta có được cái gì đó, chúng ta bị sinh vào sự phỉ lạc. Nếu chúng ta mất, chúng ta bị sinh vào sự khổ đau. Sinh dẫn đến tử. Sinh và tử, cả hai đều dựa trên sự chấp thủ và luyến ái các pháp hữu vi. Do đó, Đức Phật dạy, đối với Như Lai không còn có sự đang trở thành nữa. Cái đã thành là đời sống thánh thiện, đây là lần sinh ra sau cùng của Như Lai. Ngài đã hiểu được sự bất sinh và bất tử. Đây là những gì Đức Phật khuyến khích các đệ tử của Ngài hãy liễu tri. Đây chính là pháp. Nếu quý vị không đạt được chính pháp, quý vị không đạt được trung đạo, khi đó quý vị sẽ không thoát khổ được.